chưa kết thúc. Chúng ta cùng xem lại khuôn mặt rất biểu cảm của một cổ động viên Ecuador. Bóng đã chạm vào chân của Martinez. Vâng, thực sự là bản thân mình ngồi ngoài còn đang rất căng, và bây giờ thì không biết cầu thủ Argentina sẽ như thế nào đây. Và bây giờ sẽ là cú đá của Otamendi, 36 tuổi. Otamendi. Không có sai lầm của Otamendi đâu. Và đó là cú đá penalty đã đưa Argentina vượt qua Ecuador để lọt vào bán kết của Copa America 2024. Họ đã cứu rỗi Messi ngày hôm nay. Không chỉ cứu rỗi Messi đâu anh Văn Mạnh ạ. Theo tôi thì cú đá vừa rồi của Otamendi đã cứu cả Copa America 2024. Việc đương kim vô địch Argentina phải dừng bước sớm rõ ràng sẽ khiến cho sức hút của giải đấu này giảm đi rất nhiều. Nhưng bây giờ thì đội tuyển Argentina đã có mặt ở vòng bán kết của Copa America 2024. Đó là quá cảm xúc, toàn loạt sút luân lưu. Comebol cũng đã có cách, rất nhiều cách để mà tạo ra những cái sức hút của mình. Thể thức thi đấu không giống ai cả. Kết thúc loạt sút luân lưu và hai hiệp chính kết thúc thì cũng bước vào loạt sút luân lưu luôn. Và đó là một điều khiến cho chúng ta rất lo lắng cho Messi rồi. Nhưng bây giờ thì đã kết thúc với Ecuador sau khi họ thất bại với số 24 trong loạt sút luân lưu. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm lạnh lùng của Otamendi đưa Argentina vào bán kết của Copa America 2024. Huấn luyện viên Felix Sanchez thì lại một lần nữa thất bại ở loạt sút luân lưu.